nhà Việt Nam trân trọng kính mời quý trồng hương tham dự chương trình 3 ngày gây quỹ giúp nạn nhân phi luật tần siêu bạo hai an chương trình bán thức ăn và những bữa cơm trưa và tối sẽ được tổ chức tại nhà Việt Nam số 308 Hillwood Avenue Fort George, Virginia thứ sáu 22 tháng 11 từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối thứ bảy 23 tháng 11 từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều và từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối chủ nhật 24 tháng 11 từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều mọi quyền góp xin quý vị gửi chi phiếu đề nhà Việt Nam VLAC Typhoon Haiyan. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc bằng tổ chức ở số điện thoại 703 622 2507 hoặc 240 401 8698.